Rồi cô đã nói đến hàm. Hàm là một cái đoạn code mà lập trình viên họ viết sẵn. Họ đặt một cái tên là đó là tên hàm. Và khi sử dụng một hàm thì nó có thể cần những cái giá trị gì đó để cái hàm nó mới thực hiện được, thì cái đó gọi là đối số. Khi mình gõ bằng tên hàm mở ngoặc đơn thì mình nhìn thấy cú pháp của nó gồm bao nhiêu đối số, cung cấp cho nó đúng đủ là được. Và đủ rồi thì phải nhớ đóng ngoặc tròn lại ha. Rồi giờ rồi hàm sum if. Sum if là cộng nếu thỏa điều kiện, còn sum á thì cộng thôi chứ không có cần điều kiện gì hết. Rồi ví dụ như cô, ví dụ như cái đề thi số 9 có cái câu tính bảng thống kê nhập xuất, không tính vận chuyển thuê, mà vận chuyển thuê thì nó đã là không rồi, không cần quan tâm. Chỗ này nè, người ta biểu tính tổng của SA. SA là sabutanol đó, đúng không? Thì đây SA, SA, SA ha. Tính tổng SA, tính tổng của SO, tính tổng của ZE. Vậy chỗ này là cô dùng hàm sum if nè. Bằng khi cô gõ vô tên hàm mở ngoặc tròn thì có cú pháp của hàm. Nhìn cú pháp của nó, mình điền vô đúng đủ là được. Đối số nào đang đậm lên là nó chờ cô nhập giá trị cho đối số đó. Ren là cột xét điều kiện. Có phải là mình nhìn đây không? Mình nhìn cột này nè. Số vận đơn nếu nó SA, mình cộng cột thành tiền. Cho nên ren cột xét điều kiện là cột số vận đơn. Và cô cài công thức này, chút nữa cô copy cho SO và ZE luôn. Cho nên cố định cột số vận đơn. Chú ý vậy. Mình chọn xong cái mình quên cố định, mình phẩy. Xong cái mình nhớ phải cố định, xóa dấu phẩy. Bây giờ mình bấm F4, nó chỉ có cố định A9 thôi. Đó, nhớ cẩn thận. Khi đó mình phải bỏ điểm chèn qua A3, bấm F4. Đó, nếu khi nào mình quên. Còn nếu mình chọn rồi, mới vừa chọn rồi bấm F4 thì nó cố định cả A3 và A9, nhớ nha. Rồi đó là cột xét điều kiện, cô cố định để chút nữa cô copy. Rồi, đối số ren đưa vô rồi, nhìn thấy coi dấu cách các đối số máy mình là dấu gì thì dùng dấu đấy. Máy cô dùng dấu phẩy thì cô phẩy. Phẩy xong, đối số kế tiếp criteria điều kiện nó hiện ra ha, nó đậm lên và nó chờ cô nhập điều kiện. Điều kiện thì nó bằng cái gì? Bằng ô này, tức là nó bằng SA. Nhưng trên đây SAX1100, SAN950, SAT280. Nếu bằng SA0 thì không có cái nào bằng hết á. Cho nên trong điều kiện cô có thể dùng ký tự đại diện. Bây giờ cô dùng dấu và để nối chuỗi. Nối với ký tự đại diện là dấu sao. Dấu sao bao trong nháy kép. Có nghĩa là nó bắt đầu bằng SA, ngoài sao là cái gì cũng được. SAX1100 cũng được, SAN950 cũng được, SAT280 cũng được ha. Miễn là bắt đầu bằng SA trong ô F13. Đó, điều kiện. Trong trường hợp này phải nối với dấu sao, chứ nếu không nối thì không có ô nào bằng chính xác SA không hết á. Rồi, đối số 2, criteria đủ rồi, phải. Đối số 3, sum ren cột để cộng. Và đối số này bao trong ngoặc vuông, có nghĩa là nó tùy chọn, cần thì đưa vô, không cần thì thôi. Trong trường hợp này phải cần đó. Nếu không đưa vô đối số 3 thì nó lấy đối số 1 là ren đó, nó cộng luôn ha. Trong trường hợp này cái ren nó là SA, SO, ZE, làm sao mà cộng. Cho nên sum ren cột để cộng là cột thành tiền. Chú ý chọn ren bắt đầu từ dòng 3 thì cái này cũng bắt đầu từ dòng 3 ha. Hàm sum if, nếu mình chọn cái ô đầu tiên lệch lên hoặc lệch xuống, nó vẫn tính nhưng nó tính ra sai, nó không báo lỗi. Cho nên cẩn thận. Ở đây dòng 3
thì ở đây dòng 3 ha. A3 thì đây F3, cột F dòng 3, nhớ. Rồi cố định cột thành tiền, đóng ngoặc, enter. Bây giờ cô copy xuống thì dòng nào cũng đúng hết. Rồi kiểm tra nè. À, SA chỉ có 3 ô này thôi, cô quét nè ha, cô quét, cô nhìn đến đây. À, đối với Excel đó, khi mình chọn một vùng, một ô một vùng nào đó thì hiện xuống dưới đây nè, không cần làm công thức. Tổng sum bằng 771000, đúng. Đó. Rồi bây giờ tới SO nè, SO nó có hai dòng. SO bằng 311870, đúng. Rồi cái kia cũng đúng luôn. Đó là hàm sum if ha. Rồi bây giờ hàm sum if S. Sum if á thì nó có một điều kiện ngay chỗ đây thôi. Một điều kiện ngay đây thôi. Bây giờ có thể có nhiều điều kiện thì mình có hàm sum if S bằng sum if có chữ S, nhớ nha. Và nè, nhìn nè, đối số của mình bây giờ thì không giống như sum if nữa. Cho nên cứ gõ tên hàm bằng tên hàm mở hoặc đơn thì mình sẽ thấy cú pháp của hàm các đối số nó ghi tóm tắt bằng tiếng Anh, đưa vô đúng, đủ thì đóng ngoặc tròn là được. Rồi vậy đối số 1 của sumRen lại là cột, đối số 1 của sumIf lại là sumRen cột để cộng. Cột để cộng là cột thành tiền ha. Cột thành tiền và chút nữa cô copy xuống cho nên cô cũng cố định. Rồi, đối số 1 đưa vô xong cột để cộng sumRen 7. Đối số 2 criteriaRen 1. Do cái này nó nhiều điều kiện cho nên criteriaRen 1. Đối số này là cột xét điều kiện thứ nhất. Cột xét điều kiện 1. Mà trong trường hợp này nó có một điều kiện à ha. Còn nếu nhiều điều kiện thì tiếp tục tương tự y vậy. Rồi cột xét điều kiện 1 là cột số vận đơn. Cột này ha. Rồi cũng cố định cột số vận đơn. Cột xét điều kiện 1 vậy đó. Rồi, xong rồi. Phải criteria 1 bây giờ là điều kiện 1. Điều kiện 1 nó bằng với ô này, cũng giống như sum if hồi nãy. Ở trên số vận đơn không có cái nào là SA, một mình SA hết á. Cho nên chỗ này phải nối với ký tự đại diện là dấu sao. Dấu sao là đại diện một chuỗi ký tự bất kỳ. Đó, chứ không thôi là nó không có cái nào bằng SA hết. Và nhớ nè, cái F13 để tương đối, để mình copy xuống thành F14 là SO. F15 là ZE, nhớ ha. Còn hai cái cột ở trên số vận đơn và thành tiền thì phải cố định. Rồi, trong trường hợp này sum if S từ 1 đến 120 mấy điều kiện đó. Trong trường hợp này mình chỉ cần một điều kiện thôi. Mỗi điều kiện nó là một cặp đối số. Criteria 1 là cột xét điều kiện 1. Criteria 1 là điều kiện 1. Rồi tiếp nè. Criteria 2 cột xét điều kiện số 2. Criteria 2 điều kiện 2. Cứ thế đến 120 mấy điều kiện luôn. Ha, nếu còn điều kiện nữa thì mình cứ phẩy rồi mình đưa vô cột xét điều kiện kế tiếp, điều kiện kế tiếp, vân vân. Rồi bây giờ cô đóng ngoặc, enter, nó trả về kết quả cũng y như bên đây. Đó. Đây là kết quả đúng của sum if và sum if s. Cái sum if s á thì từ Excel 207 trở về sau mới có. 203 không có sum if s đâu. Còn sum if này từ phiên bản trước nó đã có rồi. Và cái sum if này cô thấy là nó không chặt chẽ, ví dụ bằng sum if ha. Bây giờ cột xét điều kiện, cô chọn cột này, cô chọn lệch lên từ dòng 2 ha. Rồi cô cố định phải điều kiện bằng ô này và nối với dấu sao. Phải cột để cộng, cô lại chọn lệch xuống đây ha, từ dòng 3 cố định. Nó cũng tính nhưng nó tính ra sai chứ không báo lỗi gì hết. Đây, sai hết, thấy không?
sai hết, cái nào cũng sai hết. Còn sum if s thì nó chặt chẽ hơn, bằng sum if s cột để cộng là cột thành tiền cố định. 7. Cột xét điều kiện 1, nếu cô chọn lệch lên hoặc lệch xuống, giả sử lệch lên cố định. 7. Điều kiện 1 nối với dấu sao, nối dấu sao bao nháy kép. Rồi đóng ngoặc. Nhìn nè. Sum if thì mình chọn lệch lên lệch xuống, cột xét điều kiện và cột để cộng lệch, nó vẫn tính và tính ra sai. Nhưng sum if s cô chọn lệch lên hoặc lệch xuống giữa hai cột cộng và cột xét điều kiện, nó không chịu value để mình biết à cô chọn sai rồi cho nên ra value ha. Đó là hai cái hàm cộng nếu thỏa điều kiện. Rồi bây giờ đến hàm sum product. Hàm này có ít nhất là một đối số, sum product ít nhất một đối số bắt buộc. Và đối số kiểu array. Array là sao? Array là một mảng trong Excel. Trong Excel là một mảng, có thể là một cột hoặc một dòng. Đó là mảng một chiều ha. Thường là trong Excel mình dùng cái mảng một chiều. Vậy thì nó tính làm sao? Nó lấy các mảng này nó nhân với nhau. Product là nhân, xong rồi nó tổng cái tích đó nhân các thành phần tương ứng trong array đã cho và trả về tổng của các tích đó. Vậy ví dụ array sum product như thế nào đây? Ví dụ như cô có cái bảng này nè ha. Đây có 6 sản phẩm, cột số lượng nhân cột đơn giá. Thường thì mình muốn tính tổng doanh thu thì mình phải tính tổng thành tiền của từng ô, phải không? Bằng số lượng nhân đơn giá. Xong rồi mình copy, kéo fill handle dấu cộng màu đen, copy. Rồi mình mới tính tổng bằng sum tổng của cái này ha. Rồi đóng ngoặc. Doanh thu sẽ là 2090. 2090 là đúng, đúng không? Bây giờ nhờ hàm sum product mình không cần tính thành tiền vẫn có thể tính được tổng doanh thu bằng 2090. Bằng cách nào? Cô không cần cột thành tiền, cô vẫn tính được doanh thu ra 2090 bằng cách dùng hàm sum product. Rồi, sum product. Đối số 1, cô lấy cái mảng đơn giá ha. Array là mảng, là một cột nè, mảng một chiều trong Excel là một cột hoặc một dòng. Đấy. Rồi, cô lấy array 2 là đơn giá. Rồi cô đóng ngoặc enter ra 2090. Có nghĩa là nó lấy cái mảng số lượng nhân cái mảng đơn giá, xong rồi nó tổng lại. Đó. Product nhân các thành phần trong đây, xong rồi tính tổng cái mảng nó lại ra 2090. Đó là hàm sum product. Rồi hàm round là hàm làm tròn số, nó có hai đối số bắt buộc. Làm tròn số nào? Làm tròn số này nè. Phải bao nhiêu số thập phân ngoài sau dấu chấm, num digit lấy bao nhiêu số thập phân. Làm tròn đối số number đến vị trí thứ num digit của phần thập phân. Trường hợp cái đối số 2 num digit này nhỏ hơn không thì làm tròn từ dấu chấm thập phân qua bên trái n vị trí. Rồi ví dụ đây, làm tròn số 2.15 lấy một số lẻ sau dấu chấm thập phân ha. Đến vị trí thứ nhất, đến vị trí thứ nhất đây, vị trí thứ hai lớn hơn hoặc bằng 5 cộng 1 vô trước, cho nên nó là 2.2. rồi cũng làm tròn này, đến vị trí thứ nhất nhưng vị trí thứ hai là số 4, cho nên không cộng vô 1 mà là 2.1 ha. Ví dụ như 8.5 làm tròn thành 9 nhưng 8.4 làm tròn lấy không số lẻ đó làm tròn thành 8, tức là từ 5 trở lên thì cộng 1 vô số thứ trước, còn từ dưới 5
thì 0 cộng 1 vô số trước. Rồi, dấu trừ cũng vậy. Trừ 1.475 lấy hai số lẻ thì do cái này là số 5 nên cộng 1 vô số 7 đây là trừ 1.48. Rồi bây giờ đối số 2 là số âm, có nghĩa là nó làm tròn đến vị trí này nè, vị trí này ha. Trường hợp từ dấu chấm qua bên phải bên trái n vị trí trừ 1 thì làm tròn ngược về bên trái, làm tròn hàng đơn vị hen. Và cái số hàng đơn vị này là số 1 cho nên nó không cộng 1 vô trước hen. Nếu cái này là số 5 thì nó cộng 1 vô trước thành 30 đó ha, cho nên này thành 20. Rồi ví dụ như cô có cái số này, cô làm tròn bằng rao hai đối số bắt buộc. Đối số đầu làm tròn số nào? Làm tròn số bi này nè, phải. Nếu cô lấy hai số lẻ thì do số lẻ thứ ba nó là 1 cho nên nó không cộng 1 vô trước là 3.14 ha, bằng rao làm tròn số này luôn nhưng lấy ba số lẻ 7 3, thì chữ số thứ tư là 5 cho nên cộng 1 vô chữ số trước là 142, 3.142. Rồi bằng rao làm tròn số nào? Làm tròn số này ha, 7. Làm tròn đối số 2 là trừ 1 là nó làm tròn ngược về đằng trước một vị trí. Và cái chữ số này nó là số 1 cho nên không cộng 1 vô trước thành 20. Nhưng nếu bằng 25 ha, 25.2 chẳng hạn, thì khi cô làm tròn bằng rao của cái này phải làm tròn ngược về đằng trước một vị trí trừ 1, thì do cái chữ số ở vị trí số 1 nó là 5 cho nên nó cộng 1 vô số trước thành 30. Đã vậy đó ha. Rồi ví dụ như tiền lương nha, 2.538.740, làm tròn đến hàng ngàn bằng rao làm tròn số này phải hàng ngàn trừ 3 ha, thì 740, 7 lớn hơn hoặc bằng 5 cho nên cộng vô 1 vô trước thành 254.000, 2.539.000 chứ, 2.539.000 ha. Làm tròn đến hàng ngàn là đối số 2 ghi trừ 3. Đó vậy đó. Thường tính lương á thì người ta hay làm tròn như vậy để sổ sách kế toán và cái số tiền người lao động nhận nó khớp với nhau. Còn nếu không làm tròn thì bộ phận kế toán được nhờ đó. Ví dụ như không làm tròn để vậy ha, thì khi phát thì thường 740 này không phát nè. Mà một người thì 740 đồng, 10 người thì 7.000 mấy, 100 người mà một tháng không biết là bao nhiêu cái tiền lãnh. À, nên ngày xưa cô làm tiền lương, nếu không làm tròn bộ phận kế toán á, mỗi lần lãnh lương á, dư ra được mấy trăm nghìn đó, ít nhất là mấy trăm nghìn nhờ cái tiền lẻ lẻ này nè. Nhưng thường thì người ta yêu cầu là làm tròn hết, những người lao động nhiều khi người ta cũng khắt khe thì người ta yêu cầu làm tròn hết. Rồi đó là rao. Rao up làm tròn lên, ví dụ 3.2, không quan tâm, lấy không số lẻ nè, không quan tâm số này lớn hơn hoặc bằng 5 hay không, cứ làm tròn lên. Làm tròn lên thành 77, làm tròn lên 142, làm tròn lên, rao up làm tròn lên, rao down làm tròn xuống. Làm tròn xuống không cần tính lớn hơn hoặc bằng 5 gì cả. Rồi các hàm logic, hàm if, hàm này ba đối số. Đối số đầu là biểu thức điều kiện. Biểu thức điều kiện là logical test là biểu thức điều kiện. Nó thường là cái biểu thức so sánh
nếu một điều kiện thì không cần and. Nếu nhiều điều kiện và nhiều điều kiện đồng thời phải thỏa thì phải dùng and. Nếu nhiều điều kiện và chỉ một điều kiện thỏa thôi thì dùng or. Rồi, value if true, ba đối số nè. Đối số này là biểu thức logic, tức là biểu thức so sánh là điều kiện đó. Nếu điều kiện này đúng thì trả về đối số 2. Ngược lại, trả về đối số 3. Ha. Cô hay dùng từ trả về. Rồi, value if false, giá trị trả về khi điều kiện sai. Rồi, ví dụ, cô ví dụ trong đề thi. Rồi, cô nói hàm if ở đây trước nè. Cô hay dùng cái từ trả về. Trả về là sao? Ví dụ như mình gõ một cái công thức bằng 5 cộng 2 lũy thừa 3. Lũy thừa 3. 2 lũy thừa 3 là 8. 5 cộng 8. Thì khi cô bấm Enter, nó trả về một cái giá trị trong ô này nè. Nếu công thức của cô không có lỗi. Ha, cái này gọi là trả về. Hen. Rồi vậy thì hàm if ngay chỗ này, ví dụ như cô có cột điểm của danh sách sinh viên nè. Nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 5 thì ghi chữ đậu, trả về chữ đậu ngay đây. Ngược lại, trả về chữ rớt ngay đây. Vậy cô dùng hàm if bằng nếu. Người ta nói nếu tiếng Việt thì mình if tiếng của Excel. Nếu. Rồi, điểm list vô ô điểm của Trần Mạnh Hùng lớn hơn hoặc bằng 5. Đây là biểu thức điều kiện, biểu thức so sánh, logical test, điều kiện. Nếu điều kiện đó đúng thì ghi chữ trả về chữ đậu ngay chỗ này. Ha. Đậu là chuỗi cho nên bao trong giấy kép. Trong công thức Excel, tên và số không bao nháy kép. Còn nếu chuỗi cụ thể đưa vô thì phải bao nháy kép. Đó. Tên gồm tên hàm, tên ô, tên vùng, số không bao nháy kép. Chuỗi đưa vô trực tiếp phải bao nháy kép. Rồi, ngược lại, value if false, nếu điều kiện này sai, có nghĩa là nó nhỏ hơn 5 đó, thì trả về chữ rớt ngay đây. Rớt là chuỗi bao trong cặp dấu nháy kép, đóng ngoặc. Thì những người nào điểm nhỏ hơn 5, ghi chữ rớt, trả về chữ rớt ngay chỗ đó. Đó, trả về. Vậy nó có 3 đối số. Đối số đầu, điều kiện. Đối số 2, giá trị trả về nếu điều kiện đúng. Đối số 3, giá trị trả về nếu điều kiện sai. Ha. Hai cái đối số sau, nó bao ngoặc vuông, có nghĩa là mình có thể bỏ. Nếu mình bỏ thì sao nha? Nếu bây giờ cô bỏ đối số 3 thì những cái mà nó không thỏa điều kiện nó sẽ trả về chữ false. Đó. Ha. Còn thỏa điều kiện thì nó trả về chữ đậu. Đó. Vậy đó. Tại vì nó có hai đối số thôi. Value if true là đậu. Value if false không có cho nên nó false. Còn nếu bây giờ cô bỏ đối số 2 thì sao? Ha. Ví dụ cô bỏ đối số 2. Rồi, phải đối số 3 là rớt. Nếu điều kiện sai thì rớt. Vậy thì những cái trường hợp mà không thỏa điều kiện nó hiện lên chữ rớt, còn thỏa điều kiện nó trả về chữ số 0. Đó. Ha, ha. Không có gì hết thì đây là số 0. Đó. Nhưng thường thì mình làm hàm if, mình lại dùng hàm if luôn luôn có đủ 3 đối số. Thỉnh thoảng mai mốt mà học nâng cao đó thì hàm if 2 đối số, đối số 1, đối số 2 thôi. Nếu thỏa điều kiện thì cộng cái này trong công thức mảng đó. Ha. Rồi, thường thường thì hàm if dùng đủ 3 đối số. Còn nếu mình quên đối số 3, thường có thể không dùng đối số 3 thì nó hiện ra chữ false. Đậu nè. Ha, rồi, đóng ngoặc thì nó hiện ra chữ false, những trường hợp mà điều kiện sai hiện ra chữ false. Rồi, hàm if ví dụ như trong đề thi số 6 có cột trả trước, nhìn nè. Trả trước nếu thành tiền lớn hơn 5 triệu
thì trả trước 75%, 75% thành tiền đó, ngược lại trả trước 50% thành tiền ha. Vậy cho nên chỗ này mình dùng hàm if bằng nếu, nếu người ta nói nếu thành tiền thì mình list vô thành tiền đối số 1, thành tiền lớn hơn 5 triệu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gõ số cho Excel hoặc là cho những cái phần mềm tính toán, không gõ dấu cách hàng ngàn nha. Dấu cách hàng ngàn định dạng là có, không gõ dấu cách hàng ngàn. Nếu thành tiền lớn hơn 5 triệu, dấu phẩy này cô hay đọc là thì trả về 75% nhân thành tiền, trả về 75% nhân thành tiền. Dấu phẩy kế tiếp cô hay đọc là ngược lại, ngược lại trả về 50% nhân thành tiền. Chỗ này đây, vậy đây hàm if, hàm if nếu thành tiền lớn hơn 5 triệu thì trả về 75% nhân thành tiền chỗ này, ngược lại trả về 50% nhân thành tiền chỗ này. Đó, nó ra trả trước vậy đó. À, rồi ví dụ nữa, ví dụ 7, ví dụ đề thi số 7 khuyến mãi, nếu là Dell loại 1 thì được giảm giá 2% đơn giá, nếu Sony loại 2 thì giảm 5% tính theo đơn giá, còn lại không giảm, tức là khuyến mãi bằng 0% đó, 0% đơn giá. Rồi nhìn đây nha, Dell thì mã hàng nó là DE, DE Dell, loại nó là ký tự tận cùng bên phải. SR là Sony đó, SR là Sony, Sony loại 1, Dell loại 1, Toshiba loại 1, Sony loại 2, Dell loại 2, Dell loại 1, Sony loại 2, Sony loại 1. Vậy bây giờ người ta nói Dell loại 1 thì được giảm 2% nhân đơn giá. Vậy mình để ý mình thấy Dell loại 1 thì ba ký tự bên phải nó là DE1 đúng không? Cho nó dễ. Vậy cho nên tính khuyến mãi chỗ này bằng nếu, nếu làm sao lấy ra Dell loại 1? Cô dùng hàm write lấy ra ba ký tự cuối của cái mã hàng ha, hàm write lấy ra ba ký tự cuối, nhớ là cô đang cảnh thức cho dòng số 3 thì list trên dòng 3, write của A3 phải lấy ba ký tự để cô xét Dell loại 1 đó mà ha. Rồi nếu ba ký tự tận cùng bên phải của mã hàng bằng DE1 có nghĩa là Dell loại 1 đó, thì dấu phẩy này là thì giảm 2% nhân đơn giá. À, rồi dấu phẩy này ngược lại, ngược lại thì ngược lại không phải Dell loại 1 thì coi nó có phải là Sony loại 2 hay không ha. Sony loại 2 là SR2. Cho nên chỗ này mình if một cái nữa, trong đối số của hàm có thể đưa vô một cái hàm khác. Trong trường hợp này đưa vô hàm if nữa thì người ta gọi là if lòng nhau. Trong đối số 3 của hàm if đầu, cô đưa vô một hàm if nữa, xét nếu cũng ba ký tự cuối right của mã hàng phải lấy ba ký tự bên phải bằng SO2. Nếu nó bằng SO2 thì giảm 5% nhân đơn giá ha. Rồi ngược lại không phải SO2, không
Trong chỗ này là không phải DA1 luôn nè, và chỗ này không phải SO2 luôn nè, thì tiền khuyến mãi bằng 0. Đóng ngoặc hàm if ở trong, đóng ngoặc hàm if ở ngoài ha. Cô để ý cô thấy nè, nếu cái văn bản của mình trong ô đó đang màu đen thì đóng đến khi nào mà dấu ngoặc màu đen là đủ dấu ngoặc. Nếu cô bỏ sót dấu ngoặc ngoài sau thì tự nó cũng hỏi muốn em sửa dùng không, sửa dùm nó tự sửa ha. Rồi à, Sony loại 1 không giảm. Rồi đây, Dell loại 1 giảm, Sony loại 2 giảm, Dell loại 1 giảm. Đó là hàm if. Có bạn hỏi cô là dùng công thức mảng được hay không, thì trong nhập môn công nghệ thông tin không có dạy công thức mảng, cho nên theo cô nên dùng công thức thường, còn không thì hỏi giáo viên thực hành ha. Nếu người ta dễ chịu thì làm sao, miễn ra đúng thôi thì người ta cho điểm hen. Rồi còn công thức mảng đây, cô cũng làm ví dụ nè. Công thức mảng là công thức tính toán trên những cái mảng. Đây cô ví dụ công thức mảng cột khuyến mãi. Công thức mảng này trả kết quả về một mảng, chọn trước mảng kết quả. Và nhìn nè, nó tính toán trên những cái mảng. Mảng một chiều là một cột hoặc một dòng trong Excel. Và kết thúc công thức mảng bằng Ctrl Shift Enter, nó sẽ tự có ngoặc nhọn, ngoặc nhọn. Trong nhập môn công nghệ thông tin không dạy công thức mảng, cho nên cô khuyên là nên dùng công thức thường. Rồi đến khi nào học Excel nâng cao sẽ dùng công thức mảng ha. Rồi bỏ cái này đi. Công thức mảng nó cũng hay lắm nè. Cô sửa cái này nó không chịu. Muốn sửa công thức mảng, muốn xóa công thức mảng phải chọn nguyên cái vùng đó, chứ không xóa một phần của mảng được. Đây, delete ha. Rồi. À, đó là hàm if. Rồi, hàm and, hàm or. Đầu tiên là hàm and. À, nếu cái hàm if mới giờ nói đó, một điều kiện thôi thì không cần and. Còn nếu phải thỏa hai điều kiện mới được thì người ta dùng hàm and. Ví dụ như, rồi cô ví dụ nè. Ví dụ như đây, cô có cột phái nữ nam nè ha. Cô có cột nam sinh. Bây giờ cái điểm thêm này nè. Cô nói là nếu là nữ mà nam sinh nhỏ hơn 87 thì cô sẽ cộng thêm nửa điểm. Cộng thêm nửa điểm. Điểm thêm là 0.5 ha, ngược lại thì bằng 0. Vậy thì nó phải được hai điều kiện nó mới cho điểm thêm. Vậy điểm thêm chỗ này dùng hàm if. Nếu hai điều kiện và hai điều kiện này đồng thời phải thỏa thì chỗ này nếu một điều kiện đó thì cô chỉ cần đưa điều kiện vô thôi, đúng không? Bây giờ nếu điều kiện nè ha, phải, nếu điều kiện đó thỏa thì điểm thêm là 0.5, ngược lại, dấu phẩy này là ngược lại thì điểm thêm bằng 0. Bây giờ điều kiện này nó là hai điều kiện đồng thời phải thỏa. Trong Excel nó có hàm and. Mình tiếng Việt mình thì mình nói là phái bằng nữ và nam sinh nhỏ hơn 87. Nhưng trong Excel thì chữ và nó để trước, and để trước. Hàm and ít nhất một đối số là logical. Nói nôm na nó là điều kiện đó. Mỗi đối số là một điều kiện, và các đối số cách nào bằng dấu phẩy hoặc chấm phẩy tùy máy đó. Hàm and ít nhất một đối số bắt buộc là điều kiện. Điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3, điều kiện 4. Trong trường hợp này hàm and của cô hai đối số. Đối số 1 là điều kiện 1 là list vào phái và đặt điều kiện bằng nữ. Dữ liệu như thế nào? Ở đây gõ y như vậy chứ không thôi thì nó không bằng ha. Dữ liệu nợ nương ngã nữ có dấu tiếng Việt thì đây trong điều kiện cũng vậy. Đó là điều kiện 1. Rồi đối số 2, logical 2 là điều kiện 2. Điều kiện 2 là nam sinh nhỏ hơn 87. Rồi đóng ngoặc thì đây điều kiện nè. Bây giờ nó kết hợp hai điều kiện đồng thời phải thỏa, cho nên and hai điều kiện đồng thời phải thỏa, điều kiện 1, điều kiện 2 ha, thì điểm thêm là 0.5, nữ là sinh năm 86 nè ha. Rồi, này nữ nè sinh năm 82, nhỏ hơn 86.
này nam nè, nam 83 không được ha, phải hai điều kiện vừa nữ mà vừa già nữa, nữ mà già thì cho điểm thêm, còn nam 86 không được ha, nam 86 không được đó. Tương tự như vậy, o nếu chỉ cần một điều kiện thỏa thôi, một trong các điều kiện nó thỏa thôi thì người ta dùng hàm o. Rồi ví dụ nữa nè, ở trên đó hai điều kiện đồng thời phải thỏa, vừa là nữ mà vừa là người già nữa, năm sinh nhỏ hơn 87 thì điểm thêm là 0.5. Còn bây giờ dưới này, nữ hoặc năm sinh nhỏ hơn 87 thì điểm thêm là 0.5 ha. Vậy thì cái cột điểm thêm này hoặc nè bằng, nếu người ta nói hoặc thì mình dùng o hoặc hay là hai á. Rồi, giống như and, tiếng Việt thì chữ and, chữ và để chính giữa, nhưng tiếng Excel thì chữ and để ngoài trước, hàm and. Tiếng Việt thì chữ hoặc để chính giữa, nhưng tiếng Excel thì chữ hoặc là o để ở ngoài, hàm o. Cũng nhiều đối số, ít nhất một đối số bắt buộc, đối số kiểu logico, tức là mỗi đối số là một điều kiện. Logico 1 là điều kiện 1, chỉ cần một điều kiện này thỏa là được ha. Rồi, điều kiện 1 là phái bằng nữ. Rồi, đó là điều kiện 1, logico 1. Bây giờ logico 2 là năm sinh nhỏ hơn 87. Rồi, đóng ngoặc o. Hàm mà đưa vô đủ đối số rồi, nhớ đóng ngoặc. Vậy thì hai đối số nè, hàm o, hai đối số hoặc là nữ hoặc là năm sinh nhỏ hơn 87 thì điểm thêm là 0.5 ha. Ngược lại, điểm thêm bằng 0 thì bây giờ nó rộng rãi hơn nè, coi nha. Nè, ở đây hả, nữ là được 0.5 thôi. Rồi ngoài ra, năm sinh nhỏ hơn, năm sinh nhỏ hơn 87 cũng được luôn nè. Chỉ có năm sinh ha, không phải nữ mà năm sinh 87 cho nên không được nè. Chỉ cần một điều kiện đúng là nó được, còn này phải hai điều kiện đúng mới được. O, hàm o trả về true khi ít nhất một điều kiện đúng, hàm o chỉ trả về false khi mọi điều kiện đều sai. Ngược lại, hàm n chỉ trả về true là đúng khi mọi điều kiện đều đúng. Chỉ cần một điều kiện sai là hàm n sai. Hàm o thì chỉ cần một điều kiện đúng là nó đúng. Hàm o chỉ sai khi mọi điều kiện đều sai. Ha. Nè, hàm o, nhớ cách viết của nó quy ước. Điều kiện 1, điều kiện 2. Và o thì chỉ cần một điều kiện đúng là được. Hai điều kiện thì càng tốt, nhưng chỉ cần một điều kiện cũng được luôn. Đó. Đó là if and o. Rồi hàm not là phủ định. Ha, phủ định, ví dụ như nó là điều kiện nè. Cái điều kiện này đúng, not của nó trả về false. Trong này đúng thì not của đúng trả về sai. Trong này sai thì nốt của sai trả về đúng. Đó. Rồi bây giờ các hàm thống kê. Hàm average. Hàm này nhiều đối số, mỗi đối số là một cái số, mỗi đối số kiểu number ha. Và nó tính trung bình cộng của các đối số đó đó. Tính trung bình cộng của các đối số. Average if, hàm array giống như hàm sum vậy đó. Array giống như hàm sum. Sum là cộng, còn này lấy trung bình, lấy trung bình tất cả các đối số. Còn hàm sum là cộng tất cả các đối số ha. Còn array lấy trung bình cộng của các đối số. Sum if cộng nếu thỏa điều kiện. Array if y như hàm sum if, chỉ có cái là nó tính trung bình cộng nếu thỏa điều kiện. Nó cũng ba đối số y như sum if. Cột xét điều kiện và cột để tính trung bình cộng. Đó. Array if
SS y hệt như sum FS, trung bình cộng nếu thỏa đủ nhiều điều kiện, ít nhất là một điều kiện ha. Và đối số nó cũng giống y như sum F, chỉ có cột để tính trung bình, cột xác điều kiện một, điều kiện một. Rồi hàm mắc là trả về số lớn nhất trong các đối số. Nó có nhiều đối số, ít nhất một đối số bắt buộc, kiểu số, đối số nào cũng kiểu số hết. Và nó trả về số lớn nhất trong các đối số này. Rồi tương tự, hàm min trả về số nhỏ nhất trong các đối số. Nó cũng có nhiều đối số, kiểu số, ít nhất một đối số bắt buộc. Và nó trả về số nhỏ nhất. Max, số lớn nhất, min, số nhỏ nhất. Hàm count, đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số và kiểu ngày tháng năm. Tại sao ngày tháng năm nó đếm? Tại vì ngày tháng năm nó lưu trong ô đó là số. Nó quy ước ngày 1 tháng giêng năm 1900 bằng 1. Cứ thế mà tính tới. Nó hiện ra là hiện ra kiểu ngày tháng năm, nhưng thực chất trong ô ngày tháng năm vẫn là số. Cho nên hàm count đếm các ô, đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số và ngày tháng năm. Thực ra thì cô viết vậy thêm thôi, chứ nếu là số thôi cũng đúng. Tại vì ngày tháng năm là số ha. Đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số và ngày tháng năm. Nó nhiều đối số, mỗi đối số kiểu value, đếm giá trị nào đó ha. Cái này chỉ đếm những ô nào chứa số và chứa ngày tháng năm thôi. Còn count A, đếm hết. Cái nào có dữ liệu là đếm, số cũng đếm, chuỗi cũng đếm. Count A, đếm cả số, cả chuỗi luôn. Nói tóm lại là count A, đếm số ô khác rỗng. Rồi, đếm số và đếm ngày tháng năm, đếm tất cả. Còn bây giờ, count blank, đếm count blank đối số của nó, một đối số, đếm cái vùng và nó trả về số lượng ô không có dữ liệu, ô rỗng, blank là rỗng, đếm số ô không có dữ liệu. Rồi, chú ý, ô có công thức trả về chuỗi rỗng sẽ được đếm. Ô chứa không, không được đếm. Số 0 là nó có dữ liệu trong đó. Còn nếu mà công thức trả về một cái chuỗi rỗng được bao trong cặp dấu nháy kép chích nhau, thì count blank này nó đếm luôn, nó coi như rỗng. Còn số 0 không phải là rỗng. Ha. Count if đếm nếu thỏa điều kiện. Còn count không á thì nó đếm số và ngày tháng năm. Cột nào số là đếm thôi. Cột nào ngày tháng năm là đếm thôi ha, đếm số và ngày tháng năm. Còn count if đếm nếu thỏa điều kiện. Ví dụ count if là hàm count nè, nhiều đối số, ít nhất một đối số bắt buộc. Ví dụ cô đếm cái vùng này từ A1 cho đến A8. Thôi, từ A2 cho đến A8 đi ha. Rồi cô đóng ngoặc. Các đối số có thể phẩy hoặc là cô đếm vùng này cũng được nè. Thì chỗ nào là số và ngày tháng năm thì nó đếm. Vậy đây 1, 2, 3 trả về số 3 ha. Còn count A có thêm chữ A thì miễn khác trống là đếm. Đây, cái nào khác trống là đếm. Nó chỉ chừa ra ô này thôi. Ô này trống nè. Thế vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 trả về số 6 đó, ha. Rồi count blank. Rồi count blank là đếm số ô khác đó bằng trống đi, bên đây này cho nó dễ. Bằng count blank. Rồi cũng đếm cái vùng này từ A2 cho đến A8 thì chỉ có một ô này bằng trống thôi, cho nên trả về 1 đó. Chỉ có ô này bằng trống thôi. Count blank đếm số ô bằng trống. Còn count if đếm nếu thỏa điều kiện thì thường dùng nè. Ví dụ như cô có cái bảng điểm thế này thì cô muốn đếm những người mà nhỏ hơn 5 thì cô coi đếm những cái người, đếm số sinh viên 4 điểm đi, bằng nhìn thanh công thức cô chữ to hơn,
How are if nếu đếm nếu tỏ điều kiện. Hàm này hai đối số bắt buộc. Đối số đầu đếm cái vùng nào? Cô muốn đếm những người nhỏ hơn 4 điểm. Đếm những người 4 điểm thì có phải cô nhìn đây cô đếm không? Cho nên đếm vùng này. Rồi, range là đếm vùng nào? Cô đếm cái vùng này nè. Công thức này không cấp đi nên không cần cố định. Phải điều kiện, điều kiện nếu có toán tử so sánh thì phải bao trong cặp dấu nháy kép, giống như sum if vậy đó. Rồi, điều kiện là bằng 4. Nếu có toán tử so sánh dấu bằng thì phải có bao trong nháy kép. Cô đóng ngoặc thì nó đếm ra số người 4 điểm là 6 người. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Còn dưới nữa đâu đó một người đó, ví dụ cô Lộc nè nha. Cô Lộc để cô kiểm tra. Rồi, những người 4 điểm. Đây. Có 6 người ha, 6 người 4 điểm. Rồi bỏ Lộc nè, clear nè ha. Rồi bây giờ đếm những sinh viên loại giỏi bằng count if. Đếm cái gì? Range, đếm cột nào? Nếu bây giờ cô đếm số sinh viên loại giỏi thì có phải là cô nhìn vô bảng xếp loại không? Cô nhìn vô cột xếp loại, cho nên đếm cột xếp loại. Mà điều kiện phải đối số 2 là điều kiện. Điều kiện miễn là chữ giỏi thì cô đếm thôi. Giỏi, giỏi là chuỗi bao nháy kép ha. Mà điều kiện nếu có toán tử so sánh cũng phải bao nháy kép. Rồi. Thì bao nhiêu người loại giỏi? 10 người. Đọc ra coi đúng không? Đúng rồi. Nè. Đếm bằng 10 nè, 10 người loại giỏi ha. Rồi đó là cao yếp. Nếu cái đếm số sinh viên 4 điểm này nè, cô không đưa vô toán tử so sánh thì có thể cô quên dấu nháy kép cũng được. Không có dấu bằng thì cô để 4 thôi, nó cũng ra 6 người. Còn nếu mà cô để dấu bằng mà cô không bao nháy kép, nó báo lỗi. Thấy không? Nếu có toán tử so sánh thì bắt buộc phải bao trong nháy kép bằng 4. Bao nháy kép. Ha. Còn nếu điều kiện bằng một số nào đó mà không có toán tử so sánh thì cô có thể quên dấu nháy kép, không sao, vẫn ra 6. Đếm số sinh viên lớn hơn hoặc bằng 5 điểm tương tự như như cái thằng 4 điểm này thôi. Tương tự như vậy thôi. F6 đến F86 nè ha. Bằng cao yếp. Khi mình gõ bằng tên hàm mở hoặc đơn mà nó hiện ra cú pháp của hàm là mình biết mình gõ tên hàm đúng. Còn nếu mình gõ mà nó mở hoặc đơn mà nó không ra cú pháp thì mình biết là mình gõ tên hàm sai. Nhớ hen. Rồi if mở hoặc có cú pháp là đúng rồi. Cột xét điều, cột để đếm là cột từ, hồi nãy nó từ cái gì đó, F. Rồi chọn. Rồi, cột này F6 đến F86 phải điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 5 ha, bao trong nháy kép, có toán tử so sánh bắt buộc. Điều kiện này, lớn hơn hoặc bằng 5 điểm là 54 người. Đó là hàm cao yếp. Rồi bây giờ đến hàm rank, xếp hạng. Xếp hạng ví dụ như trong lớp học đó, cái mình có cái cột điểm. Bây giờ mình thấy điểm cao nhất là 9 điểm thì những người 9 điểm hạng 1 ha. Rồi 8 điểm hạng 2, nếu chỉ có một người 9 điểm thôi thì người 8 điểm hạng 2. Ví dụ hàm rank. Rồi, cô ví dụ hàm rank à. Làm tròn số thì dùng hàm row, row, row đàn ông đó. Xếp hạng thì dùng hàm rank, rank, xếp hạng. Ví dụ như cô có cái điểm kết quả là cột này nè. Người cao nhất là 9.14 là hạng 1 đó. Người thấp nhất là 4.89, người này hạng chót đó, 13 người. Vậy người này hạng 13 đó ha. Người này là hạng 13 đó. Người này là hạng nhất đó, hạng 1 đó ha. Hạng nhất. Xếp hạng. Người này là hạng chót đó.
hạn chót. Rồi, vậy bây giờ dùng hàm rank bằng rank nhìn trên thanh công thức cô chữ to. Hàm này ba đối số. Đối số thứ ba tùy chọn ha. Đối số đầu xếp hạng cho cái điểm số nào? Xếp hạng cho điểm số cô đang làm cho dòng thứ ba là cô Hiệp ha. Điểm số 8.14 trong ô. Cô bỏ cái định dạng đi nha. Clear format chứ không thôi cô khó chọn lắm ha ha. Rồi. Bằng rank. Rồi, đối số đầu xếp hạng cho cái gì? Xếp hạng cho điểm số 8.14 trong ô K3. Đó là đối số 1. Vậy đối số 2 reference trong cái nhóm điểm nào? Nếu một mình nó với hai thằng này thì nó là hạng 1 đó. Đối số 2 trong nhóm lớp nào? Trong cái nhóm điểm của lớp này nè. Đó. Reference là cái nhóm nào ha, ha. Cố định chứ không phải mình copy xuống cái nhóm này nó lệch mất rồi. Đối số 1 xếp hạng cho cái điểm nào là điểm 8.14 trong ô K3. Đối số 2 trong cái nhóm điểm nào để mới coi nó là thứ hạng mấy trong cái nhóm điểm đó ha. Ví dụ như một mình cô mà đi thi hoa hậu á, thì cô hạng 1 đó, cô là hoa hậu. Hai người cô rớt xuống á hậu 1, ba người cô rớt xuống á hậu 2. Đó là số người để xếp hạng cô đó ha. Vậy thì đối số 1 xếp hạng cho cái điểm nào? Đối số 2 trong cái nhóm nào? Nếu cái nhóm toàn là dở không thì này có thể hạng 1 đó. Rồi, trong nhóm điểm này nè, nhớ cố định nhóm này. Đối số 3 nếu cô bỏ thì nó xếp hạng theo kiểu lớp học. Nếu cô bỏ, nó xếp hạng theo kiểu lớp học. Kiểu lớp học là sao? Điểm cao nhất hạng 1, điểm thấp nhất hạng chót. Đây ha, nè, cao nhất hạng 1, thấp nhất hạng chót. Còn nếu đối số 3, bây giờ đối số 3 cô bỏ, nó tùy chọn mà, cô bỏ thì nó xếp hạng theo kiểu lớp học. Nếu cô ghi số 0, nó cũng xếp hạng theo kiểu lớp học. Vậy có nghĩa là đối số 3 nếu cô bỏ hoặc cô ghi 0 thì hàm rank xếp hạng theo kiểu lớp học. Điểm cao nhất hạng 1, điểm thấp nhất hạng chót. Còn nếu đối số 3 cô ghi vô một số khác không, số gì đó khác không, ví dụ số 5, thì nó xếp hạng theo kiểu thể thao. Kiểu thể thao là sao? Ví dụ người ta bơi 500m chỉ có 4 phút thôi, mình bơi tới 9 phút. Cho nên này hạng chót là xếp hạng theo kiểu thể thao. Nếu đối số 3 cô đưa vô một số khác không thì nó xếp hạng theo kiểu thể thao. Kiểu thể thao ví dụ như bơi 500m, người ta bơi có 4 phút 89 giây, mình bơi tới 9 phút. Đó, cho nên nó hạng chót. Đây 13, đây 1 ha. Vậy tóm lại, nếu bỏ đối số thứ 3 hoặc ghi đối số thứ 3 bằng 0 thì nó xếp hạng theo kiểu lớp học. Kiểu lớp học thì điểm cao nhất hạng 1, điểm thấp nhất hạng chót. Nếu đưa đối số 3 vô là một số khác không thì nó sẽ xếp hạng theo kiểu thể thao. Thể thao thì cái thời gian thực hiện người ta thực hiện thời gian ngắn thì người ta hạng nhất, mình thực hiện thời gian nhiều thì hạng chót. Đó là hàm rank. Các hàm về ngày giờ, nhắc lại ngày tháng năm trên Excel nó lưu là số ngày 1 tháng giêng năm 1900 mà lúc 0 giờ bằng 1. Nếu một ô có thể gõ vừa ngày, tháng, năm, khoảng trắng, giờ, phút, có thể thêm giây nữa. 24 giờ là 1, nửa, phân nửa ngày 12 giờ là 0.5. Nếu mà không đưa vô giờ thì này nó chứa số nguyên, đưa vô giờ nó chứa số thực 1.5 ha. 6 giờ là 0.25, cứ thế tính tới.
nhập ngày phải theo control panel. Rồi các hàm về ngày giờ, hàm no không có đối số, trả về ngày và giờ hiện hành trong đồng hồ máy tính. Hàm này luôn luôn trả về số thực, tại vì nó có ngày giờ ha. Còn hàm này nó trả về số nguyên, nó không có trả về giờ. Today trả về ngày hôm nay, còn ngày này trả về thời điểm hiện tại, lúc mấy giờ mấy phút mấy giây luôn. Hai hàm này không có đối số. Không có đối số vẫn phải mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi hàm no bằng no, mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, trả về ngày hôm nay và lúc 8:20 bằng today không có đối số, trả về ngày tháng năm thôi. Thằng này là số thực, thằng này là số nguyên. Giờ cô định dạng nó nè, general, thằng trên là số thực, thằng này là số nguyên, tại nó có giờ trong đây nè ha. Rồi đó, hàm đây, hàm minh, hàm dia. Rồi, hàm đây, hàm minh, hàm dia. Ba hàm này hay dùng đây. Ví dụ bằng đây, hàm này một đối số bắt buộc. Đối số là một số mà nó là serial number. Serial number là một số mà có thể định dạng thành ngày tháng năm. Hôm bữa đầu cô nói serial number bắt đầu từ số 1 đến số 31 tháng 12 năm 9999 ha. Thì coi số này là số mấy nha. Coi số này là số mấy. Vậy thì serial number là những số nằm trong khoảng kính này nè, từ 1 đến 2.958.465. Còn nếu số 0 không phải là serial number, 2.960.000 không phải là serial number. Serial number là những số nằm trong khoảng này. Hen. Vậy thì bằng đây của cái này. Cái này là serial number không? Phải. Và nó trả về ngày. Cái này nãy mình liếc mình thấy đó, nó là ngày hôm nay, trả về ngày 28. Đây trả về ngày ha. Bằng min, trả về tháng. Hôm nay là tháng 9 ha. Tương tự hàm year, bằng year. Year của cái này trả về năm 2021 ha. Rồi cái này hồi nãy là cô định dạng thành số, là bây giờ cô định dạng kiểu ngày tháng năm mà nha, coi. Ngày tháng năm giờ phút giây có không? Không. Này long date thì nó có thứ ngày tháng năm thôi. Bây giờ cô custom đi. Custom ha. Rồi chỗ này cô đi đi, xẹt mờ mờ, xẹt y. Rồi bên đây thì giờ giờ hắc hắc. Nếu mà cô viết qua thì hắc hắc mờ mờ, nờ nờ hay mờ mờ quên mất. Rồi SS thử rồi nha, sai biết liền. Sai biết liền. À đúng rồi đó. Minh cũng minh, mờ cũng minh, mờ cũng minute. Ok. Thì nó là 8:22:35 ha. À, cái này là hàm đây, này là hàm minh, này là hàm dia. Nè, đây của nó trả về cái ngày, minh của nó trả về cái ngày, dia của nó trả về cái ngày. Bây giờ bằng hour. Nè, nó cũng một đối số kiểu serial number. Serial number là những số, số thực trong khoảng từ 1 đến số này ha. Này nó trả về 8 giờ. Đó ha. Tương tự bằng minute. Minute cũng một đối số bắt buộc là serial number. Cái này trả về 24 phút. Tương tự second bằng second. Second giây, đối số bắt buộc serial number cũng là cái số này, trả về giây. Tuy nhiên do cái này là no nè, chút xíu nữa cô bấm gì cái nó tính lại theo đồng hồ máy tính ha.
Rồi đó là hàm đây, hàm mân, hàm dìa, hàm ao, hao, hour, hàm minute, hàm second. Trả về ngày, trả về tháng, trả về năm, trả về giờ, trả về phút, trả về giây. Rồi vậy thì nếu year bằng year của cái này nè, nó bằng mấy? Mở nãy giờ quên quay video chỗ đó ha ha. Đây, year của cái số này, số 1 là serial number, cho nên year của nó là 1900. Tại sao? Tại số 1 chính là định dạng ngày tháng năm, nó là ngày 1 tháng giêng năm 1900. Trả về năm. Tương tự cái số này 2.958.465, nó là serial number. Year của nó bằng year của cái số này. Số này là serial number, cho nên year của nó tính ra được là 9.999. Tại vì số này chính là định dạng lại ngày tháng năm, nó là 31 tháng 12 năm 9.999 ha. Rồi nếu 2.958.466 bây giờ bằng year của cái này bằng bao nhiêu? Mở mic trả lời cô. Trả về được, tại cái này không phải là serial number, nó trả về cái lỗi num. Hoặc là num là đúng rồi. Đối số sai. Đối số này nè là một cái serial number, nhưng cái này không biểu thị được ngày tháng năm. Máy tính của mình chỉ quy ước ngày tháng năm trong khoảng từ 1 tháng giêng năm 1900 đến cái ngày cuối cùng là ngày này nè, 31 tháng 12 năm 9999 thôi. Còn cái số này nó lớn hơn cho nên không được. Tương tự vậy, bằng year của 5 triệu thì cũng trả về num, tại nó không phải là serial number. Đó là rồi hàm dead. Hàm này ba đối số bắt buộc. Đối số đầu năm, tháng, ngày. Muốn đưa một ngày cụ thể vào công thức phải dùng hàm này nè, phải dùng hàm dead. Ha, đưa một ngày cụ thể vào công thức. Rồi cô ví dụ hàm dead nè. Nếu mà mình muốn đưa một cái ngày cụ thể vào công thức thì phải dùng hàm dead thôi. Hàm dead cô ví dụ này nha. Dead mở ngoặc tròn, nó ba đối số bắt buộc năm. Năm ở trong đây mình phải ghi đủ bốn ký số. Tháng, ngày. Tháng với ngày mình không cần ghi số không vô nghĩa ha. Ví dụ như tháng năm thì mình chỉ cần ghi năm thôi, không cần ghi không năm. Ngày ví dụ như ngày một thì mình chỉ cần ghi một thôi ha. Còn năm là trong cái hàm dead phải ghi đủ bốn đối số, bốn ký số. Rồi khuyến mãi, nếu mua trong ngày 24 tháng 12 thì khuyến mãi 200.000, ngược lại bằng không. Vậy cô tính cột khuyến mãi bằng nếu ngày mua ha, bằng nếu bây giờ cô đưa cái ngày 24 tháng 12 vô đây thì cô phải dùng hàm dead. Dead 5/2021 7 tháng 12 phẩy ngày 24 đủ đối số của dead rồi, đóng ngoặc. Điều kiện nè, điều kiện ngày mua bằng ngày 24 tháng 12 năm 2021 thì khuyến mãi là 200.000, ngược lại khuyến mãi bằng không, đóng ngoặc. Thì chỉ có những ngày mà mua trong 24 tháng 12 mới được 200.000 thôi đó. Nhớ, nếu muốn đưa một ngày tháng năm cụ thể vào công thức phải dùng hàm dead nhé ha. Ha, vậy đó, hàm dead dùng trong những trường hợp này nè. Cái năm phải ghi đủ bốn ký số. Còn nếu khi cô nhập vô trong Excel thì cô không cần cái năm, cô không cần ghi đủ bốn ký số đâu. 24-12-21 là được. Còn trong hàm dead year phải ghi là 2021 nhé ha.
nhớ. Trong ô thì cô làm biến, ví dụ ngày 28 tháng 9 năm 21, cô làm biến ghi cái hai ký số đầu cũng không sao, nhưng trong hàm đếm năm phải ghi đủ 4 ký số. Hàm tham tương tự như hàm đếm vậy đó, nhưng ít dùng, nó trả về giờ phút giây. Hàm đếm nè, hàm tha, hàm tham thì nó ít dùng, hàm đếm, hàm đếm thì ví dụ như bằng đếm ha, 2021 phẩy tháng 12 phẩy ngày 24 thì nó trả về ngày 24 tháng 12. Tương tự như hàm tham, tương tự như hàm đếm. Rồi chú ý, các hàm về ngày giờ nêu trên luôn trả về số biểu thị ngày giờ. Cũng giống như hồi học hàm về chuỗi, cô chú ý, các hàm về chuỗi luôn luôn trả về chuỗi. Ví dụ như lép của 20U 5346 lấy hai ký tự bên trái thì nó trả về chuỗi 20. Hàm về chuỗi thì trả kết quả về chuỗi. Hàm về ngày tháng năm trả kết quả về số. Số có thể biểu thị ngày tháng năm ha. Rồi các hàm tìm kiếm. Các hàm tìm kiếm này thì đề thi nào cũng có hết, cho nên cô mới dạy cho nhanh để tới đây ha. Rồi đầu tiên là hàm VLOOKUP, ví dụ trong đây luôn. Bây giờ cô nói cái hàm VLOOKUP dùng trong trường hợp nào nè nha. Lookup là gì? Là tìm kiếm. V là viết tắt của vertical. Tìm trong cột đầu tiên. Hàm VLOOKUP nó có 4 đối số. Tìm trong cột điều đầu tiên của đối số thứ hai. Ví dụ đây, mình có cái bảng đơn giá. Bảng đơn giá nó có mã hàng F, tên hàng là sắt, đơn giá đây. Mã hàng A là nhôm, tên là nhôm. C tên là đồng ha. Trên này, trong cái bảng theo dõi bán hàng, chỉ cần ghi cái mã thôi. Nhiệm vụ của mình là cài công thức để điền tên ra đây. Thì có phải mình nhìn đây, nhìn đây nó là chữ F ha, nó là chữ F, mình mới tìm dưới đây chữ F ha. Tìm cái gì? Tìm chữ F. Tìm ở đâu? Tìm ở đây, thấy chữ F đây. Và tìm thấy lấy giá trị cột nào? Cột 2 để lấy cái tên. Đó. Rồi vậy cô dùng VLOOKUP ở chỗ này, coi đối số của hàm VLOOKUP như thế nào nha. Bằng VLOOKUP. Hàm này 4 đối số. Trong đó đối số thứ tư tùy chọn. Đối số 1 lookup value. Tìm gì? Tìm chữ F trong ô B3. Và cái này để tương đối, để copy xuống tìm chữ C, chữ X, chữ F, chữ C, chữ A, chữ X, chữ F, chữ A, chữ F. B3 để tương đối. Lookup value tìm cái người, tìm cái dòng mà ngang với mình đang cài công thức nè. Tại mình cài công thức cho dòng này mà ha. Phải. Đối số 2, table array. Tìm ở đâu? Tìm trong cái bảng dưới này nè. Table array là một bảng có thể gồm nhiều dòng, nhiều cột. Và phải chọn table array thế nào sao cho cột đầu tiên chứa lookup value. Lookup value là đối số 1, table array là đối số 2 ha. Rồi, cô phải chọn table array sao cho cột đầu tiên chứa lookup value. Và chút nữa cô copy xuống. Nếu cô không cố định cái bảng này thì nó sẽ lệch xuống. Cho nên bắt buộc phải cố định cái này để copy nó không thay đổi. Đó, hai đối số rồi đó. Đối số 1 tìm gì? Tìm chữ F. Đối số 2 tìm ở đâu? Tìm trong table array dưới này. Nhớ chọn table array sao cho
cột đầu tiên chứa lookup value. Phải. Đối số 3, nếu tìm thấy chữ F đây thì lấy giá trị cột nào để bỏ vào đây? Cô lấy giá trị, cái này là cột 1, này cột 2, này cột 3. Lấy tên hàng ở cột 3. Phải. Đối số 2, nó chỉ có một trong hai giá trị thôi. Không là tìm chính xác. Một hoặc bỏ. Đối số đó tùy chọn mà, là tìm sắp xỉ. Hầu như các đề thi đều tìm chính xác hết. Nếu mình quên đối số thứ 4 thì nó xem như tìm sắp xỉ. Và tìm sắp xỉ thì nhiều khi nó tìm không ra. Tại sao? Nếu tìm sắp xỉ thì tế bô array phải xếp tăng dần theo cột đầu tiên. Ha. Nếu không xếp tăng dần, nó tìm không ra hoặc nó ra sai. Vậy nhớ, đối số thứ 4 nên ghi vô. Không là tìm chính xác, một là tìm sắp xỉ. Còn nếu sau này mình giỏi rồi thì tìm sắp xỉ không cần ghi số 1, bỏ đối số 4 đi ha. Rồi đóng ngoặc, nó trả về. Ồ, cô lấy cột 2 là cột tên hàng ha. Cột 3 là cột đơn giá. Rồi cột 2 là cột tên hàng ha. Đồng, xi măng. Tìm, tìm gì? Tìm chữ X, tìm đâu? Thế này, X lấy cột 2, xi măng. Đó là VLOOKUP. VLOOKUP, lookup là tìm kiếm vertical, tìm trong cột đầu tiên ha. Rồi, ví dụ lại. Ví dụ lại. Rồi, cô ví dụ lại VLOOKUP đây. Bằng VLOOKUP. Tìm gì? Lookup value là nó ngang với dòng mình đang cần thức. Tìm gì? Tìm chữ F này nè. Nhìn thấy đây chữ F, tìm chữ F nè. Ha. 7. Đối số 2. Table array chọn như thế nào để cột đầu tiên chứa lookup value? Nhưng nếu mình không biết, mình chọn như thế này. Ha. Cố định. Phải. Nếu tìm thấy, lấy giá trị cột 1, cột 2, cột 3. Phải tìm chính xác ghi số 0 thì cột đầu tiên nó có chữ F không? Không, cho nên trả về N xẹt A. Tìm không có, not available, tìm không có. Nhớ đối số 2 phải chọn table array thế nào để cột đầu tiên chứa lookup value. Rồi ví dụ nữa. Bằng VLOOKUP tìm gì? Cũng tìm chữ F. Phải tìm ở đâu? Nếu bây giờ cô quờ quảng, cô bấm, cô tìm ở đây, cố định. Phải, nếu tìm thấy lấy giá trị cột 1, tại cột 1 là tên hàng luôn nè. Phải tìm chính xác ghi số 0. Nhưng table array là cái vùng này nè. Nó có chữ F không? Không, cho nên cũng tìm không ra. And not available. Ha. Cũng giống như đơn giá đây. Hen. Bằng lúc V lúc cấp. Tìm gì? Tìm chữ F. Vậy table array phải chọn thế nào để cột đầu tiên chứa lookup value? Nhưng cô lại chọn như thế này, cố định. Rồi lấy đơn giá cột số 2, phải tìm chính xác ghi không thì cột đầu tiên của table array, cột đầu tiên của table array có cái lookup value không? Lookup value là đối số 1 là chữ F, cột đầu tiên nó là sắt, nhôm, đồng, xi măng. Không có cho nên cũng tìm không ra. Nhớ ha. Nhớ. Đối số 1. Đối số 1 là lookup value. Đối số 2, table array. Chọn table array sao cho cột đầu tiên phải chứa lookup value. Rồi, bằng VLOOKUP. Rồi, tìm gì? Tìm lookup value là chữ F trong OB3. Phải table array. Cái này phải chọn sao cho cột đầu tiên chứa lookup value. Và chút nữa cô lấy tên hàng, cho nên cô chọn tới đây thôi cũng được. Dư về bên phải, không sao. Nhưng dư bên trái thì cột đầu tiên không chứa lookup value, nó sẽ tìm không ra.
thiếu về bên phải không được, dư thì được, dư về bên phải không sao ha. Còn nếu cô chọn đủ xài thôi thì tới đây thôi cũng được, tại cô lấy tên hàng mà ha. 7 tìm thấy lấy cột 2, 7 tìm chính xác ghi số 0 rồi trả về tên hàng, copy xuống chồng nào cũng đúng hết. Rồi tương tự đơn giá bằng VLOOKUP, tìm gì cũng tìm chữ sắc, phải tìm ở đâu, tìm ở đây. Nhưng nếu bây giờ cô chọn như thế này ha, cô chọn có hai cột thôi mà cô ghi là phải lấy bao nhiêu cột, lấy cột nào, lấy cột thứ ba, phải tìm chính xác ghi không. Table array cô chọn có hai cột thôi nhưng cô tham chiếu đến cột số 3, nó báo lỗi tham chiếu reference, lỗi tham chiếu reference là tham chiếu, tức là mình chọn table array có hai cột thôi thế mà đòi lấy cột 3, chỗ đâu mà lấy, lỗi tham chiếu ha. Nè cô chọn hai cột mà cô lấy cột 3, lỗi tham chiếu, nhớ ha. Cho nên phải chọn đủ chứa cái số, cái giá trị trong cái cột mình muốn lấy. Rồi giả sử bây giờ cái bảng này nè, nè cái F, A, C, X nó xếp theo cột, đúng không? Nó xếp theo cột thì cô dùng VLOOKUP. LOOKUP là tìm kiếm, tìm kiếm theo cột, vertical là cột. Nhưng nếu cái bảng giá, bảng đơn giá này cô xếp nó theo dòng như thế này, Bass Special Transfer ha. Giả sử bảng đơn giá mà cô ghi như thế này theo dòng, F, A, C, X nó xếp theo dòng như thế này ha, thì cô phải dùng H lookup. H là horizontal, V lookup là tìm kiếm trong cột đầu tiên của table array, còn H lookup là tìm kiếm trong dòng đầu tiên của table array. Cũng bốn đối số tương tự như VLOOKUP, không khác gì hết, chỉ có cái là một cái tìm theo cột, một cái tìm theo dòng, phụ thuộc vào table array xếp theo cột hay là xếp theo dòng. Cái này nó xếp theo dòng thì dùng HLOOKUP đây, bằng HLOOKUP tìm gì cũng tìm, lookup value là chữ F ha, chữ F trong ô B3. Phải đối số 2 table array phải chọn sao cho dòng đầu tiên chứa lookup value, cho nên chọn ha. Và cô lấy tên hàng thôi thì cô chọn như đây cũng được, dư về bên dưới không sao, nhưng dư về bên trên thì dòng đầu tiên không chứa lookup value ha. Dư về bên dưới không sao, thiếu bên dưới thì lỗi tham chiếu. Rồi cố định. Bây giờ thì row index num, tức là lấy dòng máy, tìm thấy chữ F này nè. Chữ F là dòng 1, dòng 2, đơn giá là dòng 3. Vậy thì lấy tên hàng ở dòng 2. Và đối số thứ tư cách tìm, tìm chính xác cũng ghi số 0, tìm xóa xỉ ghi số 1, bật bỏ. Rồi cũng y như thế. Này. Vậy thì HLOOKUP và VLOOKUP y hệt như nhau. Một cái tìm trong cột đầu tiên, đó là VLOOKUP vertical. Một cái horizontal, HLOOKUP tìm trong dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của table array ha. Rồi tương tự như vậy. Bây giờ ví dụ đơn giá, rồi ví dụ như cái bảng đơn giá cô, các mã hàng dưới cái table array nó xếp theo dòng thế này thì cô cũng phải dùng hàm HLOOKUP bằng HLOOKUP ha. Nếu mà cô tìm chữ F thì cô phải chọn sao cho dòng đầu tiên chứa chữ F, và cô lấy đơn giá thì cô phải chọn sao cho
có cái dòng đơn giá trong cái table array. Và nhớ cố định table array phải lấy đơn giá ở dòng 3, phải tìm chính xác ghi số 0. Rồi, cũng ra cái đơn giá sắt là 5.000. Rồi, đơn giá cũng đơn giá như thế. Cô cũng dùng cái table array nó xếp theo dòng, cho nên cô dùng hlookup. Nếu bây giờ cô thấy nè, tên hàng sắt đồng xi măng đúng rồi, thì thay vì cô tìm mã hàng, cô tìm tên hàng được không? Được. Tìm chữ sắt ngay ô C3 phải, thì table array cô phải chọn sao cho dòng đầu tiên chứa lookup value cố định. Phải, bây giờ thì table array có hai dòng thôi, và lấy dòng 2 là dòng đơn giá, phải tìm chính xác ghi số 0. Đó, thì ra kết quả cũng y như thế. Cái này tìm, cái này thì tìm gì? Tìm chữ F thì phải chọn dòng đầu tiên chứa chữ F. Còn này thì tìm gì? Tìm chữ sắt thì phải chọn dòng đầu tiên chứa chữ sắt, nhớ nha. Ví dụ 2. Ở đây mình có máy giặt. MR là máy giặt, TL là tủ lạnh, ML là máy lạnh, TV là TV. Vậy người ta yêu cầu vào điền tên sản phẩm đây, thì có phải mình cũng dùng cái này nó xếp theo cột, mình dùng VLOOKUP bằng VLOOKUP. Tìm gì? Ở dưới này nó chỉ có chữ MR thôi, trong khi trên này MRSO. Vậy cho nên nếu tìm MRSO dưới này nó không có, bởi vậy cho nên mình mới tách ra lấy hai ký tự đầu thôi. Lookup value bây giờ mình dùng hàm left để mình lấy hai ký tự đầu thôi. Left của đối số của một hàm có thể đưa vô một hàm khác, nếu nó có sẵn thì thôi, còn nó không có sẵn thì mình dùng một cái hàm nào đó để mình đưa ra cái giá trị cần thiết của mình. Ở đây dưới này cô thấy chỉ có MR thôi, cho nên trên này cô phải tách ra chữ MR. Tách thì lấy hai ký tự đầu, cô dùng hàm left, phải lấy hai ký tự, hàm left đủ đối số rồi, đóng ngoặc hàm left, và nó là lookup value của hàm VLOOKUP đó. Nó là lookup value của hàm VLOOKUP. Lookup value tìm gì? Tìm MR, hàm left, left của MRSO, lấy hai ký tự, trả về chữ MR ngay chỗ này đây. Rồi table array chọn, chọn như thế này vừa đủ xài, dư về bên phải không sao. F4 cố định. Phải lấy tên sản phẩm ở cột 2, phải tìm chính xác ghi không. Rồi. Rồi tương tự như vậy, đơn giá bằng VLOOKUP. Nếu bây giờ mà cô thấy đây tên sản phẩm có rồi và đúng, thì cô tìm này cô khỏi phải lép. Phải, nếu mà cô tìm chữ máy giặt thì dưới này cột đầu tiên của table array phải chứa chữ máy giặt cố định, và lấy đơn giá ở cột 2, tìm chính xác ghi không, đóng ngoặc. Cứ y vậy thôi, VLOOKUP. Các đối số của hàm nếu nó có sẵn thì thôi, còn nếu nó không có sẵn thì phải tính toán nó ra. Có nghĩa là trong đối số của hàm có thể đưa vô một hàm khác. Rồi ví dụ, ở đề thi số 3, thì ở trên này cô thấy TR20C. C là cao cấp, T là thường, TA10. Dưới này chỉ có TR20 thôi, trên này nó còn thêm ký tự là cao cấp hoặc thường nữa. Vậy điền tên hàng chỗ này cô cũng dùng VLOOKUP. Dưới này nó xếp theo cột nè, cho nên VLOOKUP bằng VLOOKUP. Tìm gì? Ở dưới này TR20 thôi,
Cho nên trên này mình bỏ chữ C ra bằng cách dùng hàm lép. Lép của mã hàng lấy 4 ký tự thôi để nó ra TR20. Ha, hàm lép đủ đối số rồi, đóng ngoặc, phẩy. Chọn table array sao cho cột đầu tiên chứa lookup value F4 cố định. Phẩy lấy cột 2 tìm chính xác, phẩy tìm chính xác ghi không, đóng ngoặc. Thì nó ra tên hàng chỗ này đây. Nhớ cố định table array. Bây giờ đơn giá, đơn giá thì cao cấp thì giá này, thép tròn cao cấp 450, thép tròn thường 400. Vậy thằng này thép tròn cao cấp sẽ là 450 đây ha. Vậy chỗ này làm sao đây? Cũng dùng VLOOKUP. VLOOKUP tìm gì? À, nếu bây giờ cô tìm mã hàng thì cô phải lấy 4 ký tự. Còn đây cô thấy tên hàng có rồi nè, cô có thể tìm tên hàng, cô không cần lép. Phải, nếu cô tìm tên hàng thì cô phải chọn table array sao cho cột đầu tiên chứa lookup value và cô lấy đơn giá, cho nên phải bao hết cái đơn giá đây. Cố định table array. Phải đối số 3 lấy cột nào? Bây giờ nó có hai cột. Cao cấp thì cột 2, thường thì cột 3. Cho nên này chấm hỏi để đó đi. Phải đối số thứ tư tìm chính xác ghi không, đóng ngoặc VLOOKUP. Giải quyết dấu chấm hỏi chỗ này. Từ nãy giờ, từ trước tới giờ á thì nó chỉ có một cột thôi. Lấy cột thứ mấy thì ghi cái số nó vô. Ví dụ lấy cột 2 thì ghi số 2, lấy cột 3 thì ghi số 3. Nhưng bây giờ nó có hai cột phụ thuộc vào cao cấp hoặc thường, cho nên mình mới đưa vô hàm if vô đây. Nếu sao ký tự cuối của mã hàng bằng cờ, làm sao lấy ra ký tự cuối? Dùng hàm write của ký tự mã hàng. Lấy một ký tự thì cô không cần bao trong, không cần phẩy một cũng được. Bằng, nếu ký tự cuối bằng chữ cờ, cờ là chuỗi bao trong nháy kép. Nhớ hàm lép, hàm write, hàm mix luôn luôn trả về chuỗi, cho nên chuỗi thì phải so sánh với chuỗi ha. Rồi nếu bằng cờ thì lấy cột 2, ngược lại cột 3. Vậy thì bây giờ nó có nhiều cột thì băn khoăn, nếu cờ thì cột 2, không phải cờ, nó có hai loại thôi, thì là tờ thôi, tờ thì cột 3. Vậy trong đối số của hàm, nếu nó có sẵn đúng rồi thì thôi, còn nó không có sẵn, mình phải tính toán thì mình có thể đưa vô những cái hàm khác ha. Rồi enter. Vậy thì thép tròn cao cấp 450, copy xuống, dòng nào cũng đúng hết. Thép tấm 700 ha. Rồi thép tròn 400 đó. Rồi hết giờ.